Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau về sẵn sàng ứng phó siêu bão Surigi giật trên cấp 17. Và theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì siêu bão Surigi hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Cụ thể, vào sáng ngày hôm nay 18 tháng 4, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400 km về phía đông. Dự báo trong những ngày tới, bão duy trì cường độ và di chuyển dọc bờ biển Philippines theo hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc. Đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm. Trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigi. Các tỉnh, thành phố cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời, các đơn vị duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.